Chào các bạn quay lại với tựa game Planet Zombie 2. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với tựa game này ở chế độ Benny Versus nha các bạn. Chế độ này thì hiện tại nó đã qua một cái phần chơi mới nữa rồi các bạn ơi. Và chúng ta có 7 ngày để hoàn thành 5 level nè các bạn. Và cái đợt này thì chúng ta sẽ có cơ hội để tìm những cái six bucket của cây Wasabi Sweep các bạn ơi. Và cây này thì mình cũng mới vừa mua ngày hôm qua thôi. Rồi, bây giờ chúng ta chiến thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi từ 1 chớt đến 3 chớt luôn các bạn. Một chớt thì mình sẽ được thưởng 600 coin và mình chỉ có được 20% của ZBS thôi đó. Và chúng ta phải cố gắng sống sót những đợt tấn công của zombie và đừng để cho zombie vượt qua cái hàng bông này các bạn. Mình để ý là lần nào để cho anh vượt qua cái hàng bông là cái mình bị thua. Đóng băng con zombie à, mình chọn cái này luôn đi, chuyển luôn các bạn. Vượt qua cái hàng bông thì nó sẽ hơi khó. Ồ, cái cây nó cho mặc định nữa nè. Một cái điện nữa nè. Sử dụng cây này đi các bạn. Cây điện hay vô đây. Mày hả? Ôi cây này của mình mạnh ghê á. Trời. Ồ, mình đâu có dùng cái này đâu, mình đâu có. Ấy da, tự nhiên có mất mấy trăm điểm, mình đâu có lít vô đâu. Lít nhầm rồi. Ô, con này nó vượt qua cái hàng bông rồi. Rồi. Cái con nhảy này nó vượt qua rồi các bạn. Từ sức quá. Mình cũng chết luôn. Cái cây này hiện tại của mình đang ở mày hả, nhảy hả, thiệt là dở thiệt chứ, lại cho nó đi vượt qua cái hàng bông rồi. Trở tay không kịp các bạn ơi. Mày hả? Phá sóng. Ôi vậy mà nó không chết luôn. Rồi, final way đây. Con này nó dai ghê vậy. Ơ chết. Nó đẩy mình một cây ấy rồi. Phá sóng đó. Mày hả? Đẩy lùi nó đi. Mày hả? Cho mày chết luôn. Ôi ôi, nó đẩy cái này một hàng nữa rồi. Cam năng lượng của mình cũng còn khá yếu các bạn. Phá sóng nó. Phá sóng đó. Trên hết đi luôn. Trời ơi, sóng dài ghê vậy. Thắng chắc rồi các bạn. Rồi. Mày hả? Trời, level 1 thôi mà ghê vậy ta. Rồi. Đó.
mình được thưởng 5 viên kim cương nữa các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ở level 2, hai trái ớt luôn các bạn. Hai trái ớt thì mình sẽ được 5 cái xích bát của cây wasabi. Chiến thôi, nó cho mình mặc định sống sót những đợt tấn công của zombie. Bây giờ mình sẽ chọn 3 phát luôn các bạn. Mình chọn 3 cái luôn. Đó. Đây là cam năng lượng. Hồi nãy cái con nhảy nhảy nó ở đây nè. Mày hả? Mình dở quá, mình phải trồng cam năng lượng vô cái ô này được quá. Mình để dành cái này đi. Hồi nãy mình xử lý không kịp cái này nè. Mày hả? Rồi nó tới nữa rồi. Tôi chết, xử lý không kịp, không kịp rồi. Má sống. Mày quá, kịp rồi. Phá sóng nó. Mày hả? Phá sóng. Ôi chết rồi. Nó qua. Nó qua cái hàng bông nữa rồi các bạn ơi, trận này thua nữa rồi. Lại bị vượt qua hàng bông rồi. Ôi, tới một bầy nữa rồi. Phá sóng. Ây da, trụ nổi không đây? Thôi rồi. Mình mất hai cái mắt cỏ rồi các bạn ơi. Tình hình này là mất hết luôn rồi. Ai mày hả? Thôi rồi, tình hình này là mất hết mấy cái cỏ luôn. Còn cái tên này nè, bên này nó dai ghê vậy nè. Mày hả?
Mày hả? Con này nó dai ghê vậy ta. Không chịu chết rồi nè. Đó, nó to rồi. Rồi, thắng luôn rồi các bạn. Đó, mình được 5 cái sức tách của cây Wasabi Ship các bạn ơi. Rồi, à, và bây giờ quánh luôn 3 chớ các bạn. Chuyển luôn. Đó, cái hàng bông nó đẩy lên xa một chút các bạn ơi. Cái hàng bông nó đẩy lên dần một chút. Chọn cái này, cái này. Cái này luôn. Chuyển luôn các bạn, nãy giờ mình mất cũng bộn bộn kim cương rồi đó. À, bây giờ mình sử dụng cam năng lượng cho cái này đi. Cho nó bút các bạn. Mày hả? Cái sạc điện của mình cũng khá là yếu luôn. Nó cái con này nó tới rồi. Thôi rồi, nó nhảy tới, cái nó nhảy qua cái một rồi thua nữa rồi. Bây giờ thì cố gắng sống sót thôi. Đó. Quánh cho mạnh mạnh lên coi. Trận này quánh mạnh mạnh lên coi. Mà dai ghê vậy. Phá sóng con này coi. Rồi mới vừa phá sóng không, con này nó xuống nữa. Mày hả? À hồi nãy giờ mình quên cái vụ cái cây này. Mình bút cho nó nhỏ xíu luôn. Đó. Trời, cái này nhỏ xíu vậy mà nó vẫn đi được. Ghê vậy. Mày hả? Hơi đông, hơi đông, hơi đông, hơi đông. Hơi đông. Nhỏ luôn. Phá sóng, phá sóng. Ô chết, 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 chết. Rồi cái này không chi nhê gì hết vậy. Rồi, 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 mình to một cây rồi. Hai cây rồi các bạn ơi. Ô, cái chậm này lúc nãy mình quên các bạn. Mình quên sử dụng, mình bút cái cây này.
Trời ơi, nó dai thấy ghê không? Nó nhỏ mà nó sống dai kìa. Mày hả? Rồi. Hai con này nó dai ghê vậy. Mày hả? Rồi, trận này có vẻ mà còn được một cái máy cắt cỏ các bạn ơi. Hai cái, còn được hai cái, may quá. Đó. Rồi. Vậy là level 1 thì mình đã đánh được 3 chớp luôn đó các bạn. Và cái FPS của chúng ta chỉ có 75% thôi. Ở trận sau thì chúng ta sẽ đánh 2 trận các bạn. Mình đánh 2 trận mình sẽ đủ FPS. Rồi. Và mình cũng xin dừng clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.